má hờn trách con chân. Khi không đủ bao dung để tha thứ cho vợ mình, chấp nhận ly tan đổ vỡ một gia đình. Ngọt ăn tình những lời lẽ yêu đương qua bờ môi khóe mắt, vì trái tim con đã lạnh như băng và chảy lệ như sắt đá, sao một lần mang nặng vết thương phản trắc dòng tình. Gặp núi thâm tình để hàng gắn thịt da, để bắt một nhịp cầu nối đôi bờ mẫu từ. Vì dù sao thì câu quyết nhục và chính chữ cù lao cùng mãi là nghĩa nhân đạo lý ở trên đời. Bây giờ thằng Trường nó đã lớn khôn, nó sẽ biết cân nhắc đúng sai và thiệt hơn phải trái. Có thể cái tình mẹ thiêng liêng cao quý sẽ gửi cho tâm hồn của nó sự bao dung.